mai gặp nhau nha. Ừ. Ok ok. Ủa, mai bà có đi đâu chơi không? Có ai rủ đâu mà đi. Chứ ông Dượng hai đâu? Mai Noel mà. Ủa, Noel thì Noel chứ mất mớ gì tới tôi với ổng. Chứ không lẽ bồ đang đợi cái kích từ ổng à? Vô duyên. Thôi bà làm đi, tôi có công chuyện rồi, tôi đi đây. Đẹp quá, đẹp quá. Dạ, ai cũng vui hết đó cô. Mà cô này năm nào cũng tặng quà hết trơn à. Dạ, con cảm ơn cô nghe. Ủa, em sao vậy? Ngày mai là Noel rồi mà không ai tặng quà cho em hết trơn á. Vậy em thích gì để chị tặng cho? Thôi không còn đâu. Em thấy trên tivi á, nhà nào cũng có cây thông Noel hết trơn á. Nhưng mà sao giờ mình không có ta? Thì chắc tại là ông không thích cho nên ông không có chưng cây thông thôi. Nếu như có thì chắc đẹp lắm hả chị? Vừa to nè, hoặc nhỏ cũng được, đẹp quá. Nè, cô lại dưới nhà phải không? Tại vì Noel mà cô. Cô phải lần đầu tiên đón Noel xa nhà phải không? À, xin lỗi nghe, cô có điện thoại. Dạ cô nghe, cô lên. Dạ alo. Lan Tha, anh có quà Noel cho em đây. Thôi khỏi đi, tôi có thích Noel nuôi ít gì đâu. Thiệt hả? Nhưng mà tôi cũng muốn đi chơi Noel cho biết với người ta đó. Noel là mình phải ra trường chơi, đúng không? Vậy nó mới lãng mạn chứ. Mấy đứa nhỏ nhà này đi ra ngoài chơi hết rồi, tụi nó còn tổ chức một bữa tiệc overnight nữa đó. Hay là hai đứa mình cũng tìm một chỗ nào đó lãng mạn đi chơi overnight luôn nha ông. Đúng rồi, Noel là mình phải ra đường chơi và chơi suốt cả đêm. Vậy đi nha. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Em làm gì vậy? Trời, làm gì tôi bất thình lình, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Tim sao rớt ra ngoài được? Muốn bỏ cái gì chỉ có ruột thừa thôi. Mà ruột thừa anh cắt rồi. Ồ, thì sao? Ruột thừa em anh cắt rồi có liên quan gì tới anh đâu. Mà em kiếm ai vậy? Đâu kiếm ai đâu. Chứ sao? Tại vì đi dạy học xong cái đi ngang qua thấy cửa mở sợ ăn trộm. Nhưng mà không phải ăn trộm. Tính đóng cửa giùm, cái anh xuất hiện bất thình lình hết hồn. Rồi ý tốt, cảm ơn em nha. Giờ em tính vô phòng Nguyên đúng không? Đúng rồi. Amana. Tối nay rảnh không? Không. Tối nay có nhiều kèo lắm, đang suy nghĩ là không biết đi chơi với ai. Chị có nghĩa là em chưa hẹn với ai đúng không? Chưa. Anh biết rồi. Đáng ra phải hỏi là tối nay muốn đi chơi với anh không? Phải năn nỉ mình đi chơi với ổng chứ. Cha này. Tỉnh lại đi mày ơi. Tỉnh táo lên, tỉnh táo lên. Đừng hoang tưởng nữa. Ủa, ông ở đây hả?
Không ở đây chứ ở đâu? Đổi ca trực cho tôi đi. Hôm nay ông trực, ngày mai tôi trực. Cái gì vậy ông sĩ? Hôm nay Noel mà, sao tôi trực cho ông được? Bây giờ tôi nhắc ra thì ông nói tôi là nhỏ mọn. Hôm trước tôi giúp ông mổ ca mổ đột xuất, ông hứa hẹn đủ đều, ông nói sau này sẽ đền ơn đáp nghĩa. Bây giờ tôi tạo điều kiện cho ông á. Chị ơi, mấy này là gì vậy? Wow. Ở đâu ra vậy chị? Thì mấy cái này chị lượm đó. Làm cây thông bằng mấy cái này hả? Ừ. Mà làm kiểu gì vậy? Em làm ngôi sao đi. Ngôi sao dễ, chỉ cần lấy cái này quấn lại là xong rồi. Còn chị sẽ làm hộp quà. Chị, sao không còn gì ăn trơn vậy? Ủa? Hai chị em mày đang làm gì vậy? Làm chi nè, bạn có muốn trang trí cây thông với tụi mình không? Gì? Trang trí cây thông hả? Mấy cây rác này mày cũng thích hả? Mà cũng đúng rồi. Chỉ có mày á mới thích những mấy cái cây rác rưởi như thế này thôi. Merry cây rác mất. Nè, em không làm chung á thì đi ra ngoài đi. Chút xíu chị xuống chị nấu đồ ăn cho. Bộ chị tưởng á em thích ở đây lắm không bạn? Ba ơi, ba, làm cái thông Noel với con đi. Để sao đi con? Ủa? Sao bữa nay đi làm về sớm vậy? Hôm nay là Noel mà. Ai không biết Noel, Noel thì có gì đâu. Em thay đồ đi, rồi mình đi chơi. Thôi đi, lễ lộc là ngày em làm biến nhất luôn á. Ra đường đông đúc kẹt xe rồi khói bụi mệt mỏi lắm. Thôi mà đi đi. Anh có một món quà này dành tặng cho em, bảo đảm em sẽ bất ngờ cảm động muốn khóc luôn. Quà gì vậy? Tèn tèn. Cái gì vậy? Voucher của khách sạn Whisk Room đó. Mày nhìn tôi có đẹp không? Trời ơi, sao đẹp quá vậy? Ê, bà mà mặc bộ đồ này đi chơi á thế nào không? Muốn ông cũng ghen lòng lộn lên cho coi. Ghen cả ông chứ. Nhưng mà bộ không đi chơi hả? Bộ tính nằm nhà. Cũng không biết nữa, chưa có nghe tin gì hết. Sao lại không nghe tin gì? Không biết đâu, đừng có hỏi tôi nữa, tôi không biết đâu. Thôi vậy chuẩn bị đi rồi gọi ổng coi làm sao. Bà khùng hả? Nghĩ sao mà tôi gọi ổng trước? Tôi mà gọi ổng trước ha, chẳng thế nào ổng nghĩ là ổng có giá lắm mà tôi đang nằm nhà chờ ổng nữa. Thì đúng là bồ đang chờ ổng mà. Tôi chờ ổng hồi nào? Nhìn là biết M2 đang chờ dựng 2 rồi. Khỏi chối rồi đi ha. Gì dạ? Đồ cũng mặc sẵn, bông tai cũng đeo sẵn kìa. Còn chuẩn bị quà sẵn nữa nè. Vậy mà nói không có chờ ổng. Thôi nào, phải chuẩn bị quà sẵn gì đâu. Cái này là tôi đền cho ổng hồi lúc tôi làm hư đồng hồ của ổng chứ bộ. Yeah. Xong rồi. Yeah. Đẹp quá à. Bây giờ mình mở đèn màu lên á, còn đẹp hơn nữa đó. Vậy chị mở đi. Ừ, bây giờ chị qua chị tắt cái đèn phòng, rồi em bấm cái nút này giùm chị nha. Dạ. Nút này hả chị? Nè, 1, 2, 3, running. Ủa, sao kỳ vậy? Em mở mà. Để chị coi coi, chắc là nó bị hư cái gì rồi á. Lấy giùm chị cái vít nha. Dạ. Ôi, em chào anh Nguyên. Ủa, em đi đâu hả? Dạ, không có gì. Ủa, cậu cần lấy gì hả? Cây thông Noel hả? Đẹp quá chị ơi. À, hai chị em tôi làm hả? Đẹp quá. Mà cái đèn này không biết nó bị cái gì nữa mà nãy giờ mở không lên nè. Cái đèn hả? Đâu để em coi cho. Cậu biết sửa điện nữa hả? Thôi, ba cái này đơn giản lắm. Tất cả nằm trong cái hộp này nè. Đó, bây giờ mở ra. Đó, nó nằm ở trong đây nè. Mất hồn à. Chị ơi, này nè chị. Ừ, cảm ơn em. Đó, bây giờ mình xiết cái này lại. Rồi, chị tắt đèn đi.
1, 2, 3, lên! Đèn! Ủa? 2, 3, lên! Chị bật đèn nó lại đi. À, chắc là hồi nãy em siết chưa có kỹ. Em siết kỹ ra. Rồi. Lại nha, lại nha. Lắc đèn đi. 1, 2, 3, lên! Ủa anh bật chưa vậy? 2, 3, lên! À, lên rồi kìa. Ủa cái này là đèn phòng mà. À. Mà nó bị sao vậy? Cái này nó cũng đơn giản lắm. Chị bây giờ chị cứ đi đâu chơi đi. Em cũng đi chơi luôn đi. Thì chừng nào xong em kêu cho. Vậy Tâm Anh đi với chị nha. À. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. La 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 la. Lại có cái thằng cao kèo này nó đi theo nữa. Xin lỗi anh nha, ông chờ lâu chưa? À không sao, bà ngồi. Ở bên ngoài kẹt xe quá cho nên cô cháu tôi mới đến trễ đó. Dạ, chúng mình nhắn xin mình sẽ tấu hài. Cái thằng khỉ này sao lại đi chung? Không có ý tứ gì hết. Ở nhà đó mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi, chỉ còn có Julia ở lại một mình, cho nên tôi mới rủ nó đi chung đó. Ông có ngại không vậy? Không, không hề ngại. Có Julian cũng vui mà. Julian, Merry Christmas. Cảm ơn mình sẽ tao hài. Dạ. Mọi người cái món trước nha, tôi xin lỗi một chút. À. Ở đây Trang Thí cũng đẹp quá ha bác Tao Hài. Đẹp rồi sao? What? Có biết thế nào là lịch sự không? Hả? Chỗ người ta hẹn hò mà cứ đi theo rồi làm kỳ đà cản mũi. Nếu cảm thấy ai này về, yeah, muốn đi đâu thì đi. Ok. Dạ, mình sẽ tao hài. Con xin lỗi Mr. Tổng Hải. Merry Christmas, Mr. Yeah. Người không ý tứ gì hết. Nè, quên đồ. Ủa? Ủa? Julian đâu rồi ông? À, có việc bận, đi gấp rồi. Lẽ ra trước khi đi phải nói với tôi một tiếng chứ. Ờ, cái thằng kỳ thật. Ủa, ông xem quà chưa? Quà của bà hả? Không, quà Julian đặc biệt làm riêng cho ông đó. Cái gì? Của Julian à? Ừ. Monsieur Hai, đối với con thì Monsieur Hai chính là daddy người Việt Nam của con đó. Merry Christmas. Trời ơi, sao mình lại tệ như vậy? Xin lỗi quá. Julian, à, khoan, đừng đi. Bây giờ. Không, bây giờ con vô ăn với bác xin lỗi. Coi như bác lỡ lời đi, hồi nãy bác hơi quá, bây giờ vô ăn với bác nha. Dạ có thiệt là bác muốn con vô không? Chắc chắn là như vậy rồi, bây giờ tối nay có cái tiệc overnight. Trước khi trời sáng là không ai được về hết, rõ chưa? Dạ. Trời đất ơi, gần 8 giờ luôn rồi. Cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nữa. Cha Dưỡng Hai này, ghét thiệt chứ. Mất mai mình phải chờ, mình cũng không có tự đi chơi được mà. Vô đi. Ủa, em chưa về nữa hả? Ủa, dạ anh. Giờ em có bận gì không? Dạ không. Vậy em tới Khoa Nhi làm ông già Noel chơi với mấy đứa nhỏ đi. Vì mọi người bây giờ bận đi chơi với người yêu hết trơn rồi. Dạ, để em gọi cho người nhà cái.
đang làm gì á? Làm gì hỏi làm chi? Hôm nay anh bắt tôi đợi điện thoại anh cả ngày đâu có liên lạc gì đâu. À, tôi xin lỗi, tại bệnh viện á nhiều công việc quá. Bộ anh nghĩ tôi rảnh lắm hả? Ờ à, không. Tôi nói cho anh biết, tôi đang ở trong một cái bữa party rất là nhạc sập sình. Sình sập sình sập sình sập sình sập sình. Lên là lên là lên là lên, rất là nhiều trai đẹp ở đây, tôi nói cho biết. Sao sao bà nói gì hả? À có một anh áo xám, đúng rồi anh áo xám đang tiến lại tôi. Chính xác là như vậy, ảnh vừa mới quay đầu nhìn tôi hình như muốn mời rượu tôi hay gì đó. Cô kia tôi hả? Điên. Đúng vậy, anh ta chỉ đi ngang qua xong rồi đã làm nheo với tôi thôi. Vậy đó, đang tiệc tùng hoành tráng lắm rồi. Vậy mà tôi tưởng cô có chờ tôi không á chứ. Ồ anh mắc cười quá, anh là cái gì mà tôi phải chờ anh hả? Anh có biết bữa nay là Noel không? Bữa nay là Noel là tôi phải đi chơi với là rất là nhiều mối của tôi, rất là vui, không bao giờ phải chờ anh. Vậy là được rồi, thôi chơi với bạn vui đi nha. Cái cha nội này, kêu thôi là thôi vậy á hả? Ghét thiệt chứ, không có thành ý gì hết trơn. Lần này tôi phải cắt đứt, chấm dứt liên lạc với anh luôn mới được. Tôi chấm dứt với anh thật sự luôn cho coi này nha. Cảm ơn nha. Xong được vậy ta? Cháy rồi! Chị ơi! Chị ơi! Cháy rồi chị ơi! Chị ơi! Em đói bụng hả? Em ăn đỡ này nha. Thôi đi, mệt muốn chết mà giờ này ăn gói cuốn. Nhưng mà dù gì đi giày anh thấy cũng là kỷ niệm mà. Kỷ niệm bực bội hả? Em đã kêu ở nhà đi không chịu, đã nói là đi ra đường là kẹt xe không có nhúc nhích gì được mà ra đây khói bụi không. Bực mình quá à. Kỷ niệm bực bội thì có. Biết rồi thì anh xin lỗi rồi. Ráng đi, chút xíu nữa thôi hai vợ chồng mình sẽ được tận hưởng một đêm quyết rung rồi. Coi kìa. Hả? Nguyên cái cọng rau dính như răng kìa. Cái gớm quá đi à. Rau dính hả? Đặt, rau đặt. Thấy à, thấy à. Lắc lưu cái đầu là lắc lưu cái đầu. Ồ sao hoa không lắc? Ồ sao mà hăng lắc là lá 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 lá. Cuối cùng có chịu cười rồi nha. Lắc cái đầu là lắc cái đầu. Nè ăn đi, ăn cho con đi. Để ăn cho con đi. Chân gà ơi, chân gà. Giáng sinh năm nay chỉ có tao với mày làm bạn với nhau thôi á. Merry Christmas chiên gà nha. Xin lỗi, phải ăn bạn rồi. À, đâu, đâu, đâu à. Ủa? Ủa? Sao, sao nó là... Ờ, bây giờ hai người ở ngoài đi. Em muốn tạo bất ngờ, em muốn tạo bất ngờ mà. Coi chừng cái tay, coi chừng cái tay. Thôi, coi chừng cái tay, coi chừng cái tay. Cậu Nguyên ơi. Anh Nguyên. Rồi, ta da da da. Đẹp quá, em cảm ơn anh nhiều. Đâu có gì đâu.
đẹp quá. Đẹp ha. Lan Chi, lại đây chơi nè. Lại đi chơi nè. Dạ thôi được rồi. Tâm Anh à. Hả? Gì vậy? Mày có muốn chơi búp bê với tao không? Bạn chọc mình đó hả? Không, không, tao không có chọc đâu. Nếu mà mày thích chơi thì mày vô phòng tao mà chơi. Không thì thôi. Sao hôm nay bạn tốt với mình quá vậy? Tại vì Noel tao mới cho mày chơi thôi đó nha. Ơ, nè, đợi mình với. Cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu cảm ơn. Ủa sao mặt chị buồn vậy? Chị đang nghĩ gì hả? Đâu có gì đâu. Mà cậu biết không, khi mà tôi lên cấp 2 á là mẹ tôi mất rồi. Một tháng trước khi mất, mẹ tôi chỉ sống thực vật, hôn mê ở trong bệnh viện suốt một tháng trời. Rồi 4 ngày trước khi mất là ngày Noel đó. Đêm đó người ta trang trí một cái thông rất là to ở trong bệnh viện. Rồi tôi nằm cạnh mẹ, nhìn ra hành lang, thấy ánh đèn lấp lánh. Cho nên bây giờ mỗi lần nhìn cây Noel á là tôi lại nhớ đến đêm đó. Nhớ đến cây khoảnh khắc mà tôi không thể nào quên được. Khoảnh khắc đó là gì? Như lúc này nè, tất cả các ánh đèn đều sáng lên cùng một lúc. Tôi thật sự rất là hạnh phúc. Và không biết là sau này á, những điều hạnh phúc đó có đến với tôi nữa không? Chắc chắn là có mà. Lên em đi. Tôi mới gửi rồi nha. Check mail đi. Giáng sinh vui vẻ. Diễm My. Ông già Noel hả? Ông có thấy cái tên tiến sĩ đáng ghét kia ở đâu không? Hồ. Tại sao con buồn? Con tìm anh tiến sĩ đẹp trai làm gì? Không dám đẹp trai đâu nha ông. Hứa với con là bữa nay dắt con đi chơi, mà cả buổi nó không thấy liên lạc. Nói một câu, bận việc ở bệnh viện là xong hả? Tại tôi anh, tôi lạnh lắm hả? Nuôi nhà tôi đợi. Con phải hết sức bình tĩnh. Chẳng phải con đi tiệc với bạn con sao? Con đi tiệc với chân gà của con rồi. Nhưng không sao, con đến đúng lúc lắm. Ta có việc muốn nhờ con đây. Nếu chị mệt thì... Em ăn đi.
chắc bị mấy đứa nhỏ nó quần, cho nên bây giờ tỉnh ra đúng không? Thật tình á, anh cũng cảm ơn em nhiều lắm. Không có em, anh không biết phải làm sao cho mấy đứa nhỏ luôn. Mà nè, mấy đứa nhỏ thích em quá ha. Anh thấy á, em có khiếu nuôi dạy trẻ lắm á nha. Nè, hay sau này á, em mở cái nhà dạy trẻ đi. Còn giận anh á, em biết tính chất công việc của anh mà. Nó hay bất ngờ dữ lắm. Nhiều khi á, anh trở tay không kịp. Đừng giận anh mà. À, quên. Nè, hồi nãy á, hát hoài mấy đứa nhỏ, anh cố tình anh giấu lại để mà tặng cho em á. Nhận đi, coi như á, đây là quà anh xin lỗi dành cho em. Nè, anh dâng tất cả tấm lòng vô đây đó nha. Nhận đi. Không thích. Thích mà, nhìn đi, nhìn nó sẽ thích nè, nhìn nó sẽ thích. Tất cả tấm lòng vô đây, tất cả tấm lòng vô đây nè. Tất cả tấm lòng của một chàng trai dành cho cô gái. Cười, cười nhận rồi đó nha. Muốn kẹp bên nào? À, bên đây. Đó. Rất dễ thương luôn. Kẹp kìa. À, thì lần sau anh biết anh sẽ kẹp ở đó. Ờ, bây giờ người ta có quà đó. Trong khi á, tôi không có quà. Ai nói không có? Ủa, anh nói giỡn vậy, có quà hả? Có quà nhưng mà em tặng cho ông bác ngồi lề đường rồi. May quá chú còn ở đây. Chú ơi chú, chú nhớ con không chú? Hồi nãy trong lúc mà con suy thiếu suy nghĩ, con có gửi cái hộp quà ở đây nè. Bên trong nó có cái đồng hồ. Dạ, cái này nè chú. Chú. Thế là thế nào? Cho con xin lại được không chú? Đã cho rồi làm sao xin lại được hả? Không có, hồi nãy con chỉ... Cho xin lại được. Không phải, tại vì nãy con thiếu suy nghĩ á chú. Chú cho con xin lại cái đồng hồ để con năn nỉ luôn á chú. Đồng hồ này con mua tặng bạn con mà chú ơi. Dạ chú ơi. Dạ. Hay là chú bán đồng hồ lại cho con được không chú? Dạ. 200. 200 hả chú? Không, không. Đúng là 500 mới đúng. 500. Ủa chú, sao chú làm vậy được? Cái đồng hồ là của con mà. Chú cho con xin lại đi chú. Để cho rồi làm sao lấy lại được, làm sao xin lại được. Để cho chú. Rồi mà. Bây giờ còn 2 triệu, con mua cái đồng hồ chú được không? 2 triệu. Dạ. À, được, cảm ơn. Ok, được. Anh nghĩ sao mà anh đưa chú nó tới 2 triệu chứ vậy? Đối với anh, cái món quà của em tặng với anh đáng giá hơn 2 triệu nhiều. Sao mà đáng giá hơn 2 triệu được? Em mua có 1 triệu 2 rồi. Nhưng mà đối với anh, nó là vô giá. Tặng anh đi.
Dù thời gian có trôi đi, lời hứa với chị Tâm ấy vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Tôi đã trở thành một sinh viên năm 3 với nhiều ước mơ và hoài bão. Ba tôi thực sự đã trở thành trụ cột trong gia đình, là bờ vai vững chãi để mẹ tôi dựa vào. Kể từ ngày có em bé thứ ba, hình như ba mẹ tôi ngày càng hạnh phúc hơn và cảm tưởng họ còn muốn sinh thêm một bé nữa. Còn ông bà tôi thì như được sống lại một cuộc đời thứ hai vậy. Tình yêu làm ông trẻ ra cả chục tuổi. Giờ ông bà đi du lịch còn nhiều hơn là ở nhà nữa. Kỳ Quang, đúng như tên của nó, đã tạo ra kỳ tích chói lọi. Không những thi đậu vào đại học Harvard, mà giờ đây nó còn sắp trở thành kỹ sư thực tập của NASA, chuyên ngành về đĩa bay. Thầy Julian của tôi cuối cùng thì cũng gặp được định mệnh của đời thầy. Thầy gặp được tình yêu sét đánh với một cô giáo mới chuyển về trường. Từ đó, thầy nguyện gắn bó với ngôi trường cũ của tôi luôn. Cô đi đâu, thầy đi đó. Tìm giùm em cuốn Còn Duyên Sẽ Quay Về Với Nhau. À, cuốn đó hả? Dạ. Anh nhớ là ở đâu đây còn nè. Đợi anh xíu nha. Ây da! Ai dở gì kỳ quá vậy? Và như một điều tất yếu, sự chờ đợi nào cũng mang lại kết quả. Chị Mai giờ thành một idol nổi tiếng. Chị giữ đúng lời hứa quay về tìm anh Quốc. Ôi, không chị ngại công khai người yêu nữa. Tôi cũng là người trong tâm thế chờ đợi, và rồi ngày ấy cũng đến. Cái thằng này. Ủa, hồi đám cưới cậu, cậu dắt cô dâu ra, người ta hiểu lầm sao? Nhưng mà cũng là cô giáo của con mà. Hôm nay ngày vui đó nha, hai cậu cháu mày như chó với mèo đi. Có cần mặc đồ đẹp gì không? Cháu cậu mà. Tin cứ vô dầu hả? Nhớ là huy động vốn cho cháu nó nghe. Xô bít. Trời đẹp quá. Julian. Sẵn rồi, mình chụp tấm hình kỷ niệm đi ha. Khoan, các cô chú ơi, các cô chú vui lòng trước khi mình chụp hình á thì mình vui lòng mình bỏ vô thư vào đây trước ha. Đúng rồi. Chào. Ủa, thôi cứ đến. Đây, về đây nè. Nhìn đây. Bờ đã dương về đây. Về chứ, về để dự đám cưới của cô cậu sĩ chứ. Chúc mừng. Nè, Tâm Ý đâu rồi con? Dạ, chị Tâm Ý không về ạ. Ồ. Tâm Ý, nhớ mẹ quá. Lần này tôi về đây mua nhà mua cửa đây luôn, sống ở Việt Nam luôn. Ủa vậy hả? Cho mấy đứa nhỏ nó qua lại nó chơi với nhau. Vậy là tốt quá rồi, là tôi có bạn cờ rồi. Quang, bạn nó tới nè. Bạn mình ơi. Ủa, tôi tới Quang không về? Hãy về thăm bạn thân của mình chứ. Sao nó còn không đến? Dạ, cảm ơn gây bất ngờ cho mọi người. Thôi vô đi con. Vô đi. Tôi nhớ bạn nhiều lắm. Đi xưa. Tới với tụi cái đi.